Mãn cầu bà con, mãn cầu bà con biết hết rồi không? Có người ta gọi là quả na. Na na hay mãn cầu nó cũng là một thôi, mà nó còn có một tên khoa học nữa là Kuta Apple. Đó, mãn cầu quả na, mãn cầu sim, mãn cầu thường là những người có bệnh thế này vui lòng đừng ăn. Bởi ăn vào bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và xấu đi cho sức khỏe của mình. Là người có bệnh gan, bệnh tiểu đường, bệnh thận, tiểu cầu thấp, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, đang uống thuốc. Đó là những người này vui lòng đừng ăn quả na hay là ăn mãn cầu thì để nó tốt cho sức khỏe của mình. Đó là người có bệnh gan, bệnh tiểu đường, bệnh thận, tiểu cầu thấp, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, đó, đang uống thuốc, vui lòng đừng ăn để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Bà con ơi, còn ngoài ra là ăn được tốt hết cho sức khỏe, là người ăn nó ngăn ngừa và thiếu máu, làm đẹp da, chữa đường niệu, sỏi, thận, xương chắc khỏe, răng tốt, huyết áp tốt, gác viêm nhiễm tim mạch. À, tốt quá bà con. Kích thích, nó kích thích cho tiêu hóa, chống ung thư. Nhưng mà ăn mãn cầu hay là quả na này thì ăn 50 gram một cái, ăn 5 ngày là nghỉ 2 ngày. À, trẻ em dưới 15 tuổi ăn nửa trái, ăn 5 ngày nghỉ 2 ngày. Chúng phải tốt, chúng ta ăn bao nhiêu cũng được. Ăn mãn cầu hay là quả na này, ăn 50 gram một trái, ăn 5 ngày là nghỉ 2 ngày. 50 gram là bằng ra là một trái, tương đương một trái. Còn trẻ em dưới 15 tuổi ăn nửa trái, ăn 5 ngày nghỉ 2 ngày. Chúc bà con ta ăn mãn cầu vui vẻ mạnh khỏe. Xin chào Nana. Woo!